Gu và da của em là 1m8 trở lên nè. Đó, muối này, ga lăng, đẹp trai nè, nhà giàu này, các thứ. Thầy bói nói em là tới 28 tuổi mới được cưới lận. Ví dụ bảo 4 năm thì 4 năm. Bạn chờ tới 4 năm chứ. Còn 2 năm thì 2 năm, hay là ngày mai thì ngày mai luôn. Bạn này hay dành ăn với em lắm. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tụi em cãi nhau chỉ gì ăn ăn uống rồi đó mọi người. Trời ơi. Lĩnh vực mà khán giả ngày hôm nay rất là mong chờ đó. Con đường khác. Con đường khác, dạ. Một cái mảng mà khi nãy Vũ Thịnh đã có nhắc tới đó là mảng tình yêu, hôn nhân và gia đình ha. Thì đúng không? Tình yêu sao là bước đầu tiên, hôn nhân và gia đình ha. Thì bây giờ quan trọng là các bạn đang ở cái bước nào thôi. Bước tình yêu, hôn nhân và gia đình. Tình yêu. Rồi khi nào các bạn sẽ đến bước hôn nhân? Thiệt ra thì thầy bói nói em là tới 28 tuổi mới được cưới lận. Cho nên là em sẽ để dành tới 28 tuổi. Năm nay bạn bao nhiêu? Dạ năm nay em 24 tuổi. À 4 năm nữa. Dạ. 4 năm. Kế hoạch dài hạn 4 năm. Mình nghĩ như thế nào? 4 năm. Cái quan điểm của em là đấy, như mọi người bảo là cứ ổn định, cứ sẵn sàng thì là tiến tới thôi. Còn em thì luôn luôn tôn trọng quyết định của Honey, là Honey ví dụ bảo 4 năm thì 4 năm. Bây giờ tới 4 năm chứ. Còn 2 năm thì 2 năm, hay là ngày mai thì ngày mai luôn. Ôi vậy đó. Chỉ đường quá. Nhưng mà cho chị hỏi một trước nha, là khi mà hai bạn chưa quen nhau á, thì chính thức yêu nhau, thì cái người yêu lý tưởng với mỗi bạn sẽ là người như thế nào? Và đến cái người hiện tại này được bao nhiêu phần trăm như trong tưởng tượng của các bạn? Giờ cho cô gái này nói trước đi. Dạ, thì ra thì lúc trước á, em hay livestream xong em hay kể với mọi người là gu và da của em là 1m8 trở lên nè. 6 múi thôi là được rồi. 6 múi này, ga lăng, đẹp trai nè, nhà giàu này, các thứ. Thì kể như ngô. Nhưng mà tới bạn này thì chắc được tầm khoảng 95%, 60-70%. Em là hơi bị thanh tưởng đó. Người ta chỉ có 65 thôi, em đến 90 luôn. 60-70. Mình phải khiêm tốn, mình phải khiêm tốn. Nhưng mà tức là 60-70 nhưng mà mình vẫn đã chinh phục được rồi, chứng tỏ là mình có một siêu năng lực gì đó. Đúng. Không cần phải quá nhiều gì ạ. Thôi, ok. Rồi, còn với Thu Thịnh thì sao? Còn đối với em thì thật ra thì mẫu người con gái lý tưởng của em nó không được ổn định chị. Tức là không ổn định. Tức là em không có một mẫu hình gọi là nhất định gì đó mà em thay đổi theo thời hay theo mảng? Nếu mà để nói về thay đổi theo thời thì cũng có phần đúng đấy. Tại vì ví dụ như mẫu người lý tưởng hồi mình làm học sinh thì nó khác, làm sinh viên nó khác, lúc đi làm nó khác, và lúc mình vào cái lĩnh vực nghệ thuật thì nó lại khác. Nó cũng có những cái điểm chung nho nhỏ nhưng mà nó lại có những cái điểm chung nho nhỏ là cái gì? Thì điểm chung là ví dụ là cười xinh. Em rất thích những cô gái là cười xinh. Thứ hai là làm thứ hai là làm cho em rung động và làm cho em vui vẻ và chuyển cho em cái năng lượng tích cực. Thì nếu mà để nói về những cái điểm chung đó và những cái ấy, những cái mẫu đó thì 100% gì ạ? Thích ngay mà. 100%. Em có ta xuất sắc được. Rồi, không khí của chúng ta bây giờ rất là vui đúng không ạ? Cặp đôi bạn trẻ đang rất là khăng khít với nhau. Một câu hỏi có thể làm cho các bạn ấy tràn vỡ một chút. Alo chị. Em thấy 60-70% là cũng đang hơi rồi đấy. Hơi lục đục ha, nội bộ gia đình đang hơi lục. Ủa thì em muốn 6 múi, anh có 6 múi đâu? Có. Đâu ra anh mở cho mọi người xem. Ôi, bạn này hay dành ăn với em lắm. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tụi em cãi nhau chỉ gì ăn uống rồi đó mọi người. Trời ơi, có một con mực thôi em xin cũng không cho nữa. Có nghĩa là bạn này ăn rồi, chưa ăn được một miếng nào à? Ông này ông ấy bỏ vào hết một cái dĩa mực như thế, xong rồi ông mới gấp lên ăn mấy con rồi em chưa ăn được con nào. Em xin cái xong em, tại vì em vớt không thấy đâu hết thì em xin cái không cho. Cái này rồi sẽ không cho. Em trêu thôi, em thích trêu vậy à? Người ta chọn mình sao? Tại đây dỗ. Dỗ sao? Hai bạn. Em có thầm nhận thấy bài hát ngân nga như viết riêng cho ta, để nhắc nhớ đôi ta rằng mình yêu thiết tha. Nếu mai này tình yêu nhiều lúc vội vã, hãy nhớ đến lúc đầu. 1, 2, 3, mình yêu như lúc đầu. Cái khoảnh khắc mà khi chị thấy chương trình quay lên á, là em set up một cái bối cảnh khác, mà tới lúc em lên á, thì chương trình lại set up cho một cái bối cảnh khác, làm em hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì cái bối cảnh lúc đầu em tính set up là bối cảnh gì?
Thực ra thì lúc đầu em bàn với ekip á, là em muốn set up một cái bàn nhậu, tại vì em muốn cái buổi tỏ tình của em thiệt là kiểu thân quen, thân thuộc nhất, tự nhiên nhất, ngồi nói chuyện như hai người bạn. Nhưng mà lúc mà em thay đồ xong rồi em bước lên sân khấu, chương trình cứ đẩy em lên ấy. Xong em kiểu, ủa, mọi người cái này có phải set của em đâu, giờ em lên nói gì vậy? Xong chương trình cứ bảo, thôi cứ lên đại đi, cứ lên đại đi. Xong rồi tự nhiên bùm một cái, ông này xuất hiện, cái em kiểu, em vừa mắc cười mà em vừa kiểu ngạc nhiên không hiểu lên đây làm cái gì. Em đang nói mấy câu kiểu triết lý nó ngầu ngầu á, mà bà này xém cười luôn. Tại vì chị cứ hiểu cái cảm giác là chơi với nhau rất là lâu rồi, chưa bao giờ nghe những cái câu sến xuống như vậy. Xong tự nhiên đùng một cái bắt em nghe, cái xong em kiểu nói gì trời. Em không nghĩ là ông này sẽ nói những cái câu như thế với không, em. Đối với em cũng thấy nó xế thật mọi người ạ. Nhưng mà cái câu đó là trước cái bản nội tình đó là em bắt đầu suy nghĩ chị ạ. Em bắt đầu mới lên em sớt chứ nói gì bây giờ, run lắm. Và em học thuộc, phải ngồi đọc bài tầm một lúc lâu luôn á. Em thấy đầu tư không? Đầu tư ghê gớm không? Mà lên đọc cái bài lại bắt đầu cười là mình tím mình xì. Thì tối đó quay xong thì cũng trộm vía là cũng ổn. Sau đó thì tối quá không thấy đường, cứ bước đi đại trong vô thức ấy ạ. Xong rồi em đã vô tình đạp vào ổ kiến. Nước cắn em ngoét hai cái chân luôn. Mà tới bây giờ, dạ đúng rồi, bây giờ nó vẫn chưa có lành luôn đó mà. Thật ra đôi lúc em không biết đấy phải kiến không chị ạ, tại vì ở đấy nhiều động vật kỳ lạ lắm. Anh chàng nữa đâu mà để em tự mò mẫm trong bóng đêm thế. Thì đó là tại vì cái ở đó rất là ít đèn, mà đất á thì mới mưa xong nó cứ bị bõm vậy nè, em cứ đi đại thôi chứ không có thấy đường lắm á. Thì ông này cũng dẫn em đi á, chứ mà em dãy lên một cái là ông kiểu hoang mang không biết em bị cái gì luôn, tại vì rất là nó cắn mà em không thể nào mà kiểu. Ủa nhưng mà em vừa đưa chân xuống là nó cắn. Dạ đúng rồi, em vừa mới đạp xuống vô một cái là nó bụp mà kiểu mình dãy lên đạch lên vậy nè, mà không thể nào mà kiểu không thể nào mà hết đau được, không thể nào hết la được á. Em phải bôi cồn vô, lau cồn rồi xịt đủ thứ lên hết nó mới đỡ được một chút xíu. Trời đất ơi, kiểu cảm thấy là kỷ niệm thật sự đáng nhớ. Ở đó rất nhiều. Nhưng mà sau cái sự cố đó rồi em có đủ tinh thần, đủ sức khỏe để em quay tiếp không? Dạ, em vẫn phải giật dậy tinh thần của mình để quay, và vẫn phải mặc quần ngắn để quay nha mọi người. Quý vị và các bạn thấy không? Nghệ sĩ thực ra không có phải là sung sướng đi quay MV đẹp, rồi có người cầm ô che nắng, rồi có người make up.